Rạng sáng 00 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2021 theo giờ Việt Nam, Apple cho ra mắt hàng loạt mẫu sản phẩm mới của hãng như chiếc AirPods 3, Apple Music gói Voice Only, hay đặc biệt đó là chiếc MacBook Pro 2021 với phiên bản 14 inch và 16 inch. Thiết kế hoàn toàn mới và con chip Apple M1 Pro và Mac có một sức mạnh thực sự rất là ấn tượng. Và đây là tất cả những gì bạn cần biết sẽ có trong video này. Mac One số 1 về Mac. Pro 2021 mới sẽ gây rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, mới có, cũ có. Và sau 5 năm kể từ chiếc MacBook Pro 2016, chúng ta mới lại thấy sự quay trở lại của cổng MagSafe, khe thẻ nhớ SDXC và cũng như cổng HDMI truyền thống. Đó chính là điều hoài niệm nhất. Khi thiết kế tổng thể của MacBook sẽ vuông vức hơn, làm mình liên tưởng đến những chiếc Mac của thập kỷ trước. Những vấn đề liên quan đến mặt thẩm mỹ thì mình sẽ để ở phần sau. Đầu tiên chắc hẳn là chiếc màn hình 14 inch và 16 inch rồi. Tần số quét của mình sẽ lên đến 120Hz với công nghệ ProMotion. Công nghệ màn hình mini LED hãng gọi là Retina Pro XDR có độ sáng lên đến 1000 nit và có khả năng đạt đỉnh ở 1600 nit với 1 tỷ màu. Chúng ta có một màn hình 10 bit màu đúng với cái tên Pro của máy. Quay trở lại một chút với phần màn hình, chúng ta sẽ có viền màn hình mỏng hơn và chúng ta lại có tai thỏ. Và ở trong phần cụm tai thỏ này chúng ta sẽ chứa một camera với độ phân giải là Full HD. Ok, chúng ta có iPhone có tai thỏ, chúng ta có iPad không có tai thỏ và chúng ta có MacBook có tai thỏ. Thực ra về vấn đề này thì mình sẽ không nói quá là nhiều đến cái tai thỏ của chiếc máy này vì trải nghiệm thực tế ra sao, như trải nghiệm xem phim hay trải nghiệm mà làm việc trên chiếc máy này nó có khác biệt nhiều hay không thì mình phải trên tay thực tế mình mới biết được. Và mình sẽ hẹn các bạn trong video sau khi mà mình trên tay thực tế chiếc Apple MacBook Pro 2021 này để thể chia sẻ được với cho các bạn. Về phần sức mạnh của CPU, Apple năm nay trang bị cho dòng Pro của họ hai dòng chip đó là M1 Pro và M1 Max. Với những cấu hình về CPU hay GPU khác nhau, người dùng có thể lựa chọn 8 hoặc 10 nhân CPU cũng như 16 tới 32 nhân GPU, quá là khủng khiếp. Điều này giúp đưa tốc độ của CPU nhanh hơn 3,7 lần và GPU nhanh hơn 13 lần. Không chỉ thế, Apple lần này tăng giới hạn RAM lên 64GB. Với phiên bản cao cấp nhất với 32 nhân GPU, GPU trên chiếc MacBook M1 có thể đạt được con số 10,4 teraflop, hứa hẹn những phần mềm chuyên nghiệp có thể khai thác được hết sức mạnh của con GPU này. Với trang bị 64GB RAM nữa thì việc hậu kỳ video 4K định dạng Apple ProRes 422 với 10 bit màu thì mình nghĩ là rất có thể khả thi trên chiếc máy này. Lưu ý rằng đây là một chiếc Ultrabook rất là nhỏ gọn. Và rồi là những điểm nổi bật nhất của chiếc Apple MacBook Pro 2021. Và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì hãy like fanpage của MacOne để cập nhật những thông tin mới nhất khi mà sản phẩm này về đến Việt Nam nhé. Và đừng quên like, subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất về những sản phẩm đình đám nhất của Apple đến từ kênh của MacOne nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.